Dì Mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Và hôm nay em giới thiệu cho cả nhà mình mấy loại mai giống có rất là nhiều loại, đồng giá là 70.000. Song song bên cạnh đó thì cũng có một số loại là giống 100.000. Thì cả nhà mình hãy theo dõi và em sẽ giới thiệu cho mình ha. Đây, đầu tiên là cúc thọ hương nè mọi người. Cái cúc thọ hương này á là nó rất khỏe luôn ha. Cây thì cành nhánh nè, cao khoảng cỡ 4-5 tấc luôn. Em đo cho cả nhà mình xem nha. 1 nè, 2 nè, 3 gang tay em ha. Là dư 4 tấc rồi. Cành nhánh về cả nhà mình có thể lấy bo liền được luôn. Nó cũng có một bài nụ đây. Ghép gốc nhớ quấn rễ. Em ghép gốc nhớ quấn rễ. Rồi cây thì nó trung bình nó là khoảng 4 tấc ha. Nó có một vài cái nụ nè, cái nụ nhỏ. 70.000 một cây. 4 cây em bao phí vận chuyển. Và 10 cây á thì em tặng cho khách là một cây. Đó, giá siêu rẻ luôn đối với cái lô thọ hương này nha. Và đế rất là đẹp. Đế là cái nguyên cái lô này là đế là coi như gốc quái, gốc đẹp như thế này luôn á. Nó cây thì xanh rì luôn ha. Đây, khách thấy nè. Rồi, và đối với những cái cây này nè, về á khách có thể trồng ở dưới đất hoặc là thay vào cái chậu vừa thôi, đừng có thay lớn quá ha. Đó, còn để như vậy chúng ta lấy bo cũng được. Xanh rì luôn. Rồi bên này em có hai cái loại giảo nhung. Một loại là giá 80.000, một loại là giá là 101. Thì cái 80.000 hay là 101 thì củ đế đều rất là cứng cáp luôn. Nhưng mà chỉ có lùn với cao thôi mọi người hả? Thì cái hàng này mình về mình lấy bo ha. Mình lấy bo được, mình trồng lại khá cứng cáp luôn. Loại này 80.000. Rồi, cái hàng mà nó cao cao, nó cao cao á, cây nó mập mạp, nó khỏe tí xíu thì hàng này là 101. 101 này mình về á, mình trồng sang một năm á là nó bự lắm luôn. Tại vì cái loại giảo nhung này á là hoa của nó thơm. Thơm nè, số cánh dao động từ 8 cho đến 16 cánh. Thơm và nó mềm mịn, nói chung là đang rất là thịnh về giảo nhung luôn. Giảo nhung này á, mọi người thấy cái gốc nè. Gốc này nó đế nó quái và nó nở tự do rồi. Thân này thì bây giờ nó khá cứng cáp rồi. Nụ về mọi người có thể thấy được vài bông. Và coi như là bông này là Quỳnh đã cho cả nhà mình xem những cái video trước á, khá đẹp luôn ha. Đây là giảo nhung. Đây, nếu mà ai khách mà thích cái bông á, thì có liền thì em sẽ ướm mấy cái em sẽ lựa mấy cái nụ như thế này đây. Đó, loại này thì loại 101 ha. Rồi, 4 cây em cũng bao phí vận chuyển cho mình. Bên này em có một cái loại sắn mini, em ghép gốc nhớt. Nhưng mà cái gốc nhớt này là em lựa những cái gốc to, khỏe, nó cỡ như mấy ngón tay em nè. Và cái loại này là em ghép thấp hơn cũng cao để cho cái sổ á, sổ của sắn nó sổ xuống là vừa ha. Đây, nó dài, nếu mình kéo ra thì cũng được 10-10 mấy cm. Nó có cái bông nè mọi người, hoa nó cũng 8 cánh ha. Rồi, hoặc là nó có những cái cây á, nó sẽ sổ sắn như thế này đây. Thì những cái loại này á, là em ghép tầm 1 năm đổ lại thôi, nên cái sắn nó chưa có dài. Mình về á, mình muốn lấy bo thì mình lấy được vài mắt thôi. Còn nếu không á, thì mình chơi tiểu cảnh mini ha. Rồi, 350 ba cây. Em sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Gốc rất là khỏe, mình về mình để như vậy nha, đừng có thay gì nha cả nhà. Mình đừng có thay cho chậu lớn nữa. Chậu như thế là vừa để cho nó đủ sức, nó khỏe rồi. Nó nuôi những cái sắn này rồi. Hằng ngày chúng ta tưới nước, tới một tuần hoặc là 10 ngày chúng ta tưới dưỡng rễ cho nó thôi. Đó, sắn rất dễ chăm. Rồi em qua một loại nữa, đó là mấy cái loại giảo nè. Cái gì đây? À, bên này em có giảo hoàng đế. Giảo hoàng đế đây mọi người. Đó, loại này thì nó cao cũng cỡ 4 tấc đi lên. Thì em thấy là cái tiết diện bông nó 7-8 cm ha. 100.000 một cây. Và 4 cây em cũng bao ship. Còn bên này lá ngọc cành vàng 80. Lá ngọc cành vàng nó dài thường thuộc luôn mà đế nó cũng đẹp đấy nè. Đó. Rồi. Em có một loại nữa là giảo cam, giảo đọt đỏ. Ê, cả nhà mình thấy cái lá nó đỏ không? Thì loại này cũng bây giờ em đang sale là 80.000 nè. À 70.000 một cây nè. Ha, 70.000 một cây. Và 4 cây em cũng bao phí. Còn cái giảo cam á thì giảo cam thì 100.000 ha. Em bên này bán 90 luôn. 90.000 cái giảo cam luôn cả nhà. Đây là giảo cam nè. Rồi bên này em có cái hàng này là hàng đại lộc, em xem 100.000 nè. Đó, nó cũng có nụ chi chít rất là nhiều ha, đại lộc. Rồi. Và bên này là không nhị của Hoàng Huyết Long. Cái không nhị Hoàng Huyết Long này em đôn xuống rồi. Em đôn xuống ha và nó ra cành nhánh. Nó ra cành nhánh lại rồi, nhưng mà hễ mà ai á mà thích nó dạng như là nó có một vài nụ về mình ngắm mình chơi á thì em lấy á. Còn cái hàng này thì nó đang đôn xuống nên cái lá nó không có đẹp. Rồi, 70.000 một cây luôn. 70.000 một cây luôn ha.
và 4 cây thì em cũng bao phí. Đó, đang đơm xuống cái lá nó không có đẹp mọi người. Đó. Rồi bên này em có cái lô này sale nè. À, nu sù. Nu sù em sale. Nu sù là em sale 100 ngàn một cây. Hình như đây có cái bông không nhị phải không ta? À, đây mọi người. Đó, cái bông không nhị này nha. Cưng ghê luôn không? Này là không nhị huyết long nè. Cây nó lùng lùng ngắn ngắn như nè. Em đơm cái nó tức bông ra nè mọi người. Đó, em để giá 70 ngàn luôn. 70 ngàn 4 cây em bao ship ha. Đây là không nhị huyết long. Thích lắm mọi người, cái bông của nó nè. Đó, cực kỳ luôn. Rồi, em quay trở lại cái này em đang sale nè. À, nu sù là 100. Em sale 100 ha. Rồi bên này em có ngọc mai em sale 70 luôn. Ngọc mai, cái giống ngọc mai nè, nhạt hơn cái màu vàng tí. À, em sale 70 luôn. Còn cái này Quỳnh Tấn Phát thì 100 ha. Rồi. Bên này em có cái lô siêu nụ này nè, em sale hết cái khúc này luôn. Là cũng 100.000 cây. Đó, ai mà thích thì đem về mình trồng. Mình trồng lại lô siêu nụ nè. Đó, em sale ha, 100.000 cây luôn. Nó không được đẹp hung nha mọi người, nhưng mà nó cứng cáp lắm, mình về mình trồng mình chăm thêm. Rồi bên này, bên này em có là 2 tầng của bông đại bông, 70 luôn ha. 70 luôn, 4 cây bao ship. Cao 4-5 tấc á, chứ nó không phải là mới ghép đâu. Nhìn nó rất là cứng cáp. Rồi, VIP. VIP thì em có loại này là 70 luôn. Đó, VIP 70 luôn ha. Cao nhiều nghẹo luôn, tốt nè. Rồi bên này hoa hồng Thanh Tú nè. Hoa hồng Thanh Tú ha, rất là đẹp. Tốt nè, 100.000. 100.000. Bên này 7 tầng luôn. Cái bông 7 tầng nè, cưng ghê luôn á. 7 tầng thì 125.000 một cây. Nó cũng có ôm nụ nè. Cây cao cũng khoảng 3 tấc, rưỡi 4 tấc. Rồi bên này cúc bi. Cúc bi thì chỉ có 70.000 luôn. À, 70.000 luôn nha cả nhà. Cũng có nhiều nhánh nè, 3-4 tấc. Rồi bên này em có tư long nữa. Tư long đây cả nhà. Tư long cũng 70 luôn ha. Thêm một loại nữa nè. Cúc gia định nè. Cúc gia định thì đây, cúc gia định nè. Cúc gia định là đây. Đó, loại này 100. Cúc gia định ha, cái đọt nó đỏ đỏ vậy nè mọi người, vừa chơi lá vừa chơi hoa. Rồi em có cái này xanh rì nè, cái đọt nó ra xanh rì nè, đây là cúc đọt xanh. Cúc đọt xanh ha. Loại này thì 70.000 một cây luôn. Đó, cúc đọt xanh ha. 70.000 một cây. Và 4 cây em cũng bao phí vận chuyển luôn. Em thấy nó cũng có vài nụ nè. Đó. Cái nụ nó cũng ú ú nè, này về cũng có vài bông ấy. Rồi. Bên này. Bên này em có là đây là bạch mai thái. À, cái bông bạch mai thái hôm nay nó nở nè mấy cái ô nó nở hôm qua rồi cả nhà ơi, nó nở hôm qua rồi. Nhưng mà tới nay á mua mà nó như thế này là nó nở cũng bền lắm á. Rồi. Đây, 100.000 một cây. 100.000 một cây ha. Cây cao cũng khoảng cỡ 25-30 cm. Cả nhà thấy cái đọt nó hồng phấn rất là đẹp nè. 100.000 cây và 4 cây em bao phí. Rồi cái tân tân thì 90 ha. Tân tân thì 90. Mai tân tân nè, 90. Còn giảo bạch kim. Giảo bạch kim thì 100.000 ha. Rồi khách ơi thì có rất là nhiều loại ha. À, bên này hình như em có cây kỳ. Đó, cái bông nè. Cái bông này của rồng bay khá đẹp luôn ha. Rồng bay hồi nãy em chưa giới thiệu, rồng bay là 70. Rồi khách ơi thì hết loại nào thì alo cho em ha. Em mến chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Rất là cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi và ủng hộ kênh của Huỳnh. Em mến chào ạ.